Mời cả nhà nha, ăn đậu bún tôm với mình nha cả nhà. Bún đậu mắm tôm. Mời cả nhà nha, ăn bún đậu bún tôm. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm món bún đậu mắm tôm nha cả nhà. Mình chuẩn bị sẵn ở đây rồi nè. Heo mình luộc sẵn rồi, làm có khóm, cà rốt, dưa leo, với rau. Này là chả cá với bún với đậu hũ nha. Còn đây là mắm tôm. Giờ mình đi chiên đậu hũ. Nãy giờ bà xã mình đã chiên xong tàu hũ với chả cá rồi. Giờ mình lấy chai tương ớt mình ăn nha các bạn. Nói giỡn chứ bây giờ bà xã mình sẽ làm tiếp cái món bún đậu mắm tôm. Mời tất cả các bạn theo dõi tiếp video này ha. Giờ mình pha mắm tôm nha cả nhà. Lấy một muỗng mắm tôm thì mình cho đường vô nha cả nhà. Ít bột ngọt. Dầu nóng vô nha cả nhà. Nặng tôi quý vô. Thank you.
Chiên vô thơm. Mình gói lại. Long ăn ăn lại ngon nha cả nhà. Chào cả nhà nghe. Hôm nay thì bà xã mình làm món bún đậu mắm tôm. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món này cùng với gia đình của mình ha. Nói chung là mình không ăn được mắm tôm nên bây giờ mình ăn với nước tương nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức ha. Chung là theo cách mình nghĩ này cũng giống như cuốn bánh tráng thôi các bạn ơi. Đó giờ món này bà xã làm chứ mình cũng không có biết, chưa ăn món này lần nào nghe các bạn. Mời các bạn thêm cúng nữa nha các bạn. Rồi mình xin dừng lại video đây nha các bạn. Nãy giờ làm hai cuốn cũng no no rồi. Hôm mình kết thúc video. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Chào các bạn ha. Bye bye.